Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Brazil và đội tuyển Hàn Quốc. Đây là trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2022. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 6 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái ở trận đấu này thì đội tuyển Brazil sẽ là những người định giá cửa trên và sẽ chấp Hàn Quốc với mức kèo là 1,75, mức kèo phải hạ xuống còn 1,5 và tăng hai trái. Mức tài xỉu ở trận đấu này là 2,75, ba trái và 2,5. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. Thì trong quá khứ Brazil và Hàn Quốc cũng đã có 3 lần gặp nhau. 3 lần gặp nhau đó thì Brazil đều giành chiến thắng trước Hàn Quốc và hầu như là đều thắng với cách biệt là từ 2 bàn trở lên. 5 trận thi đấu gần nhất của Brazil, Brazil thắng 4 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Hàn Quốc, Hàn Quốc thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội tuyển Hàn Quốc được chấp 1,75. Và là các bạn có thể là an toàn nên lựa kèo được chấp hai trái, mặc dù là bạc hơi thấp nhưng mà nó sẽ an toàn hơn. Vì sao? Thứ nhất là mặc dù trận đấu này có thể là Hàn Quốc bị đánh giá cửa dưới, tuy nhiên thì Hàn Quốc cũng là một đội bóng có thực lực và cũng không phải là hoàn toàn quá yếu hơn so với Brazil là mấy đâu. Thứ hai đó thì do mức kèo chấp trận đấu này nó cũng hơi cao. Nếu như trận đấu này mà kết thúc 9 phút Hàn Quốc cầm hòa được Brazil, thậm chí là có để thất bại được Brazil với cái việc là một bàn, hay là các bạn chọn kèo Hàn Quốc được chấp hai bàn, thì dù có để ra xin chọc thủng lưới hai bàn đi chăng nữa thì chúng ta chọn của Hàn Quốc chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Và ở vòng bảng thì Hàn Quốc cũng đã lách qua khe cửa hẹp nhất để bước vào vòng 16 đó này. Thì bất ngờ nó tiếp bất ngờ thì có thể trận đấu này biết đâu Hàn Quốc họ sẽ làm lên một cơn địa chấn lịch sử nữa, đó là đá bại được ra xin thì sao. Trên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội tuyển Hàn Quốc được chấp 1,75 hoặc là hai trái nha. Trận đấu này thì mình khuyên các bạn nên lựa kèo Hàn Quốc được chấp hai trái cho nó an toàn. Mức tài xỉu ở trận đấu này là 2,75, ba trái và 2,5. Thì cả Brazil lẫn Hàn Quốc đều đang có hiệp sức ghi bàn rất tốt và phong độ của hai đội ở năm lượt trận gần nhất thì cũng đang rất là ổn định. Và hầu như những lần mà hai đội gặp nhau đa phần là từ 3 bàn trở lên. Dự đoán trận đấu này nhiều khả năng là cũng có thể là kết thúc 9 phút Brazil cũng sẽ giành chiến thắng trước Hàn Quốc, nhưng mà mình nghĩ là họ chỉ thắng cách biệt một bàn mà thôi. Dự đoán trận đấu này kết thúc 9 phút sẽ có từ 3 bàn trở lên, có thể là 2-1 nghiêng về cho Brazil hoặc là hai đội sẽ hòa nhau hai đều. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên đá cửa tài 2,75 hoặc là đợi cho tài hạ xuống tầm 2,5 thì vào nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và sẽ một trái. Thì Hàn Quốc đang có tinh thần rất tốt và rất là thăng hoa, nên mình dự đoán hiệp 1 là Hàn Quốc họ cũng sẽ chưa thua được Brazil đâu, và biết đâu hiệp 1 Hàn Quốc là những người có bàn dẫn trước không chừng nữa. Thì hiệp 1 các bạn chọn của Hàn Quốc được chấp và đợi tài hạ với một thì vào. Mình dự đoán hiệp 1 hay là hòa nhau một đều. Tóm lại trận đấu một chút kèo là chọn cửa đội tuyển Hàn Quốc và đá tài, ai một cũng vậy. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.